phương pháp dứt rây trên cây cà phê này. Xịt nó sẽ bay rây hết, nhất là mấy con rây đen mùa nắng này. Trơn cũng rất là nhanh. Nếu như mà mùa này mà mình không xịt thế này mình mà xài thuốc thì nó hơi vất vả, nhưng mà nó lại không hiệu quả bằng xịt nước. Đó, sạch rồi nè, sạch rồi.